đá với mặt màu vàng này. Cậu chỉ con quay. Đang quay. Đang. Cái nút đỏ không? Dạ. Đang quay á. Quay máng về luôn mà. Để quay lâu quá mình con cút răng ra chứ răng lâu rồi. Có nút xanh là tắt nha. Dạ, nó hiện lên. Ủa mà bây giờ nó hiện cái chữ màu đỏ là đang quay. Dạ, tắt đi, quay. Tắt đi, tắt đi. Lắc quá. Thôi, anh vô luôn đi, đang quay á. Đẩy nó vô nó xa gần nè. Đẩy nút này. Lấy cái tay ra, thọt tay vô nó dưới. Cái nút này nó còn. À xa rồi. Đi từ từ. Dạ. Đi từ từ nữa, để nhẹ nhẹ nhẹ, đẩy cái quá bự. Chị kêu chụp con vậy? Đây, sáp vô. Máy của ai à? Máy cổ luôn, chỗ quá trời máy. Anh quay cậu. Chừng vài trăm tấm coi, bấm đi nè đi. Đi vô kết nát đi. Rồi, với hai nhóc nữa vô kêu nó ra quay luôn. Ta cho mày ra hết. Nè, ta cho mày ra hết còn không? Bỏ hả? Rồi đây hả? Ta không chừa đây cái khác. Cậu gỡ cho má mày gỡ. Đây có cái thép nó mạnh giỏ. Nó bệnh hoài. Dạ. Tao có tay nè.
đây anh chịu chân. Và xưa nay mà đứng kế bên đi cho nó hàng nhã nha, bảo đảm người ta nói để ngồi đó phất cái cây mai rồi mình sẽ chụp thấy không? Không vậy ơi, vô quay luôn. Vô hình nó mới đẹp, đứng xa nó nhảy. Được rồi, vậy vậy làm như nãy nhảy đi, nhanh đi. Nên gì mình chậm quá. Rồi được lý, nhanh. Đừng chung mẹ con nhéo. Đó gì giờ dính đồ là anh nè, tôi nấy lại bên Nam đang quay rồi. Nạn thấy không đó? Thôi. Con đợi ngáy quay bà nội ơi. Quay bà nội từ giờ quá trời. Con đừng có ấy rung. Bung. Quá trời lắc máy nhìn nó coi những bà nội. Đừng để máy đừng có lắc. Quay vậy đúng rồi. Sao quay cây mai nữa. Ba đô la anh nội kêu rồi. Rồi. À đang quay á. Đại thiên hả? Thị ký độ. Lấy cái tay xuống con. Nè, ông Út chụp hình rồi. Dắt vô kìa, quy trì đứng dắt vô đi. Rồi mới thấy sao ông vô đứng luôn. Dòm đây. Rồi. Dòm đây. Em nè, vô. Dòm đây. Dòm đây nè. Nè, giờ em Út à. Dòm đây nè. Rồi,